xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 24 tháng 4 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. một Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng hơn trước. May mắn mang tới cho những người tuổi này vận may trong quá trình làm việc cơ hội làm ăn hợp tác mở ra trước mắt nhưng đòi hỏi bản mệnh phải có sự nhanh trí nhạy bén để không bỏ lỡ cơ hội tình cảm phần trình tình cảm đẹp đẽ thăng hoa cục diện lục hợp quý nhân che chở mang tới nhân duyên tốt lành cho người độc thân bản mệnh không nên quá khắc khe hay khó tính quá mức để rồi đánh mất cơ hội yêu đương dành cho bản thân tài chính, vận trình tha lộc dồi dào, thực thần xuất hiện cho biết ngoài lương thưởng, con giáp này còn nhận được lộc ăn uống. Cẩn trọng, nên ăn uống thêm trái cây, nước ép để cải thiện tình trạng cho da. Tuổi giáp tỷ, ai giúp bạn thì nhớ giúp lại họ sớm. Tuổi bính tỷ, hay bị khó ở, tự nhiên thấy mệt mỏi. Tuổi mậu tỷ, bổ sung nước để cải thiện tình trạng của da. Tuổi nhâm tý tí, tính cách cởi mở được lòng mọi người. Con số may mắn số 30, số 5, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi thân. hay Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tiên ngẩn xuất hiện đem tới cho con giáp này ý tưởng độc đáo và khác biệt với người khác. Tử vi ngày hôm nay khuyên người tuổi sủ nên kiên trì, nhẫn nại hơn với những gì mà mình đang làm vì điều đó mới thật sự mang lại kết quả dài lâu. Tình cảm vận trình tình cảm ít có xảo trộn, người tuổi sủ và nửa kia đang trải qua những phút giây thật sự thăng hoa. Cảm giác mãn nguyện giúp cho người tuổi này có được cuộc sống thoải mái, hạnh phúc bên nhau tài chính vận trình tài lộc không tệ công việc diễn ra suôn sẻ mang lại may mắn cho bản mệnh trong quá trình đi tìm đầy túi tiền cho mình cẩn trọng sức khỏe kém sắc do tác động của thổ khí vườn tuổi ất sửu không nên bỏ qua những xích mít trong tình cảm tuổi đinh sửu nên xem lại chi tiêu gần đây tuổi kỷ sửu cố gắng dung hòa các mối quan hệ tuổi tân sửu không nên để áp lực làm việc ảnh hưởng tới tâm trạng. Tuổi quý sửu lọc sắp về đến tay nhưng để tuột mất. Con số may mắn số 20, số 71, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi tỵ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc. Vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ không lo. Con giáp này làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, như vậy mà giảm tránh được những rắc rối đáng kể. Người tuổi dân nên học cách lắng nghe, trao đổi nhiều hơn, chứ không nên việc gì cũng tự ý quyết định. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sự bình yên. Thổ mộc xung khắc cho thấy chuyện yêu đương của con giáp này đang trải qua những phút giây không như ý bản mệnh nên tiết chế cải tôi cá tính của mình để có thể dung hòa với nửa kia tài chính vận trình ta lộc ổn định chính tài nâng đỡ cho biết con giáp này có thể an tâm hơn nhờ nguồn thu nhập chính của mình cẩn trọng nên lưu ý tới việc quản lý chi tiêu tài chính tuổi giáp dần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh tuổi bính dần sống để vừa lòng tất cả thì khó lắm tuổi màu dân. Hôm nay gắng làm xong việc mà nghỉ ngơi. Tuổi canh dân, cố gắng lắng nghe, học hỏi để cải thiện năng lực. Tuổi nhâm dân, tính hiểu thẳng, không chịu thua bất kỳ ai. Con số may mắn, số 15, số 9, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy bất ngờ. Tử vi ngày hôm nay cho biết con giáp này đang ấp ủ khá nhiều tham vọng và mong đợi nhiều hơn vào sự thay đổi vượt trội thông qua sự xuất hiện của thiên tài. Đặc biệt là người làm kinh doanh cần nỗ lực hơn để phát triển điểm mạnh cho mình. Tình cảm Vận trình tình cảm đang gặp sóng gió. Người tuổi này mãi mê làm việc đến nỗi quên cả thời gian hẹn hò quên luôn chăm sóc cảm xúc của nửa kia. Tình cảm đang gặp trục trặc đòi hỏi cả hai cùng lúc giải quyết. Ta chính, vận trình ta lọc kiểm sát, do đó con giáp này cần phải thận trọng hơn trước các quyết định liên quan đến tiền bạc. Cẩn trọng, không nên chủ quan hay tiêu xài phung phí. Tội, ất mạo, bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh tuổi, đình mạo, mâu thuẫn với mọi người xung quanh vì tỉnh hay thay đổi. Tuổi, kỹ mạo, chỉ nên đầu tư vào các mối quan hệ đáng tin cậy. Tuổi, tân mạo, người bạn phải quý trọng nhất chính là bản thân mình. Tuổi, quý mạo, cố gắng ăn uống một cách điều độ hơn. Con số may mắn số 2, số 53, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra không quá xôn sẻ. Tác động của cục diện sổ thần tương phá nhắc nhở người tuổi này cần phải thận trọng hơn tới từng lời ăn tiếng nói của mình. Việc vô ý hay cố tình trong trường hợp này đều có khả năng gây ra những tổn thương không đáng có cho những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm ngọt ngào vui vẻ, hoa khỉ gia đình khá êm đềm, và bình yên trở thành động lực cho mọi người Tình yêu cứ thể lớn dần và vững vàng hơn không dễ bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào Tài chính, vận trình ta lọc có điểm sáng tuy nhiên con giáp này nên tập trung vào một lĩnh vực thay vì phân chia sự quan tâm cho nhiều thứ cùng một lúc Cẩn trọng, cần học cách chăm sóc sức khỏe cho mình đặc biệt là chế độ ăn uống Tuổi giáp thìn cuộc đời đâu có gì nhiều cứ sống vui là được. Tuổi Vĩnh Thân cố gắng giữ tinh thần lạc quan dù cho mọi thứ đang khó khăn. Tuổi Mậu Thân bạn đừng cố gồng gánh mọi thứ một mình. Tuổi Canh Thân thẳng thắn nhìn vào những vấn đề mình đang gặp phải. Tuổi Nhâm Thân gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của bạn. Con số may mắn số 6, số 7, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra giảm bớt vất vả. Tam hợp cục trợ mệnh giúp cho người tuổi này cởi bỏ được áp lực cũng như những trách nhiệm không thuộc về mình. Bản mệnh tìm được cơ hội để phát triển điểm mạnh và tài năng bản thân nên cần phải tận dụng chúng. Tình cảm, phần trình tình cảm thăng hoa rõ rệt Người độc thân sớm tìm được người thương nhưng phải nhớ hãy bỏ qua những nỗi buồn không đáng trong ngày. Chỉ khi mạnh mẽ vượt qua được nỗi buồn trong quá khứ thì mới xứng đáng đón nhận hạnh phúc. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, nhờ sự nhanh trí và nhờ có quý nhân nâng đỡ mà cải thiện được nguồn tiền bạc của bản thân. Cẩn trọng, nối tiếc vì không nắm bắt được cơ hội dành cho mình. Tội, ất tỵ Tính tự lập, ghét những người hay ưa nịnh nọt nhờ vả. Tuổi đinh tỵ nếu đi ra ngoài chơi thì đừng cắm đầu vào điện thoại. Tuổi kỷ tỵ không non soi mỏi lỗi lầm của người khác. Tuổi tân tỵ mọi việc suôn sẻ hơn mọi ngày. Tuổi quý tỵ tranh thủ hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân. Con số may mắn số 69, số 33, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Phần trình công việc của những chú ngựa trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất an. Tiên quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi này nên thận trọng trước mối quan hệ xã giao. Sự nhẹ dạ cả tin lúc này hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho kẻ khác lợi dụng mà bạn không hề hay biết. Tình cảm Phần trình tình cảm gặp vài trục trặc Gia đạo bất an, tình cảm lửa đo chịu nhiều nghi kỵ và có những mâu thuẫn không đáng xảy đến lúc mà không ai chuẩn bị kịp. Tài chính, vận trình ta lọc bất ổn, con giáp này cần học cách tiết kiệm, chăm chỉ làm lùm để củng cố thu nhập. Cẩn trọng, tránh di chuyển đồ đạc và tác động tới những vị trí thai thân. Tuổi giáp ngọ, rèn luyện sự tự tin từ bây giờ đi nhé. Tuổi bính ngọ, khó lường trước những người nói một đằng mà làm một nẻo. Tuổi mậu ngọ thất bại nhiều lần rồi thì ác sẽ hết sợ. Tuổi canh ngọ cần kiên nhẫn để hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuổi nhâm ngọ nghĩ thoáng ra, nghĩ rộng ra, đừng nghĩ bi quan. Con số may mắn số 2, số 4, màu sắc may mắn màu hồng, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi tuất 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ rắc rối. Tác động của sổ mùi tương xung có thể gây ra đủ loại rắc rối cho người tuổi này vì đánh mất sự tỉnh táo lúc cần thiết. Bản mệnh khó giữ được sự bình tĩnh, can đảm như xưa, nên điều cần làm lúc này là phải chấn chỉnh lại cảm xúc của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, đào hoa xấu đeo bám khuyên người tuổi mùi nên phải kiệm lời, tránh hơn thua từng chút một với nửa kia. Đây là khoảng thời gian để hai người thêm hiểu nhau thông qua sự chia sẻ, cảm thông. Tài chính Vận trình tài lộc bất lợi, con giáp này nên học cách lắng nghe để biết điểm yếu, điểm mạnh của mình ở đâu để sớm khắc phục nó càng sớm càng gốc. Cẩn trọng, không biết cách cảm kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tội ức môi, phải sống như chưa từng được sống. Tội đinh môi, cần giữ bình tĩnh để xem xét mọi việc tốt hơn. Tội kỹ môi, ai hỏi bao giờ lấy chồng hay lấy vợ thì cứ kệ đi. Tội tân môi, nên tạo cho người khác cơ hội để biết làm việc. Tội quý môi, thi thoảng hay bị mất ngủ, cơ thể mệt mỏi. Con số may mắn số 6, số 8, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen Người tuổi thân nhẹ dạ cả tinh nên có thể sớm trở thành đối tượng lợi dụng của không ít người. Còn giáp này cần thay đổi cách nhìn nhận cũng như quá trình đưa ra quyết định để cải thiện tình hình. Tình cảm, vận trình tình cảm êm ấm đẹp đẽ. Ngũ hành tương sinh bù đắp cho những điều không vui trong ngày bằng câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Con người đã lập gia đình có được khoảng trời hẹn hò lãng mạn với người mình yêu thương. Tài chính, vận trình ta lộc bất ổn, kiếp ta xuất hiện nhắc nhở người tuổi này tốt hơn hết nên thận trọng trong vấn đề chi tiêu. Cẩn trọng, mắc bậy tiểu nhân vì không có sự can đảm quyết đoán. Tuổi chấp thân, thiên hạ nói gì bạn đừng để tâm tuổi bính thân nên có những kế hoạch cao hơn cho mình tuổi mậu thân mọi tính toán đều có thể bị thay đổi tuổi canh thân sự nghiệp có phần tiến triển hơn một chút tuổi nhâm thân đi ngủ sớm để cơ thể có năng lượng con số may mắn số 1, số 4, màu sắc may mắn màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tỵ 10 tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng tinh thần làm việc năng nổ và tràn đầy năng lượng giúp cho những chú gà nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bản mệnh sẽ sớm tìm được đam mê cũng như nhờ vào sự hỗ trợ của tỷ kiên mà thêm phần năng nổ hơn cho những việc mình đang làm tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn tam hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi này tìm được cảm giác hạnh phúc đích thực người có duyên ác sẽ tìm về, về với nhau dù có xa cách mọi người mọi nơi tài chính vận trình tài lộc dồi dào tuy nhiên đừng để cái lợi trước mắt làm bản thân phân tâm cẩn trọng nên quan tâm và để ý hơn tới các vấn đề liên quan đến sức khỏe Tuổi ất dậu thiếu định hướng rõ ràng cho công việc tội tinh dậu nếu vượt cạn, vượt đại hạn thì sớm gặp hồng phúc. Tội kỹ dầu, cố gắng tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tội tân dầu, điều gì mới khiến bạn hạnh phúc thật sự. Tội quý dầu, tiêu tiền có chân mực. Biết chia sẻ thì đề phòng lúc khó khăn. Con số may mắn số 8, số 9, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ rắc rối. Sự tuất tương hình gây ra đủ loại rắc rối cho con nhấp này và sự cứng nhắc sẽ khiến người tuổi tuất khó vượt qua được giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, tuy nhiên đừng vội nản lòng mà hãy tìm tới sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm ngọt ngào đông đầy, người tuổi này và nửa kia đang trải qua khoảng thời gian thật sự bình yên vui vẻ. Hạnh phúc là do bản thân tạo nên, nên đừng trông đợi bất cứ điều gì vào ai. Tài chính, vận trình tài lộc không đáng lo ngại, tài chính vững vàng đem lại cho người tuổi tuốt cuộc sống thoải mái, dễ dàng. Cẩn trọng, cần chú ý qua quan tâm hơn tới tình trạng sức khỏe của bản thân. Tuổi giáp tuất hạnh phúc là biết đủ, không cần quá nhiều. Tuổi bính tuất không nên thỏa thoát trách nhiệm. Tuổi Mậu Tuất, bạn không có nghĩa vụ hầu hạ cảm xúc của người khác. Tuổi Canh Tuất, hãy cứ là bản thân mình, yêu bản thân mình nhiều hơn. Tuổi Nhâm Tuất, cần dành sự quan tâm hơn cho sức khỏe của mình. Con số may mắn số 14, số 32, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn vất vả. Thương quan tác động gây ra vô số khó khăn, thách thức cho con giáp này trong thời gian này. Bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định, vì nó có thể tác động tới nhiều yếu tố. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc hoàn toàn, tỷ thổ xung khắc, ảnh hưởng khá nhiều tới tình yêu lứa đôi. Các cặp đôi khó lòng tìm được người thương trong khoảng thời gian này nhưng đừng quá vội vàng mà đưa ra quyết định nào hãy cử học cách từ tổn và kiên nhẫn tài chính vận trình tài lộc rực rỡ con giáp này có thể tìm được nguồn thu nhập rủng rỉnh hơn từ công việc tay trái cẩn trọng nên suy nghĩ thận trọng trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc tội ất hại, giữ khoảng cách an toàn với các mối quan hệ xung quanh tội đinh hại, gia đình mới là thử quỹ giá nhất trên đời này của bạn tội kỷ hài Cần quan tâm hơn tới những người xung quanh tuổi Tân Hợi đừng tin người quá vội vàng tuổi quý Hợi cảm xúc dâng cao thích nói chuyện nhiều hơn mọi khi con số may mắn số 57 số 21 màu sắc may mắn màu trắng màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Sửu